nhưng lại có kịch cùng hướng lên trung tâm cùng chúng tôi để đón nghe với một món quà âm nhạc đến từ gia đình. Vâng, và rất sự kính mời anh Tuấn sẽ dẫn lên sân khấu để có ca khúc Viết Về Hướng Nam Định với một nhạc phẩm mang tựa đề Nam Định Mình Ơi. Vâng, và xin quý vị đổ một tràng này thật đông nhiệt để chào đón giọng ca của anh Minh Tuấn ạ. Vâng, chào anh. Anh đừng đứng hẳn như thế, về làm xúc em đánh quanh. Đúng đúng này. Trở lại trang văn nghệ phục vụ đám cưới mình hai cháu. Xin gửi tới quý vị ca khúc Nam Định Mình Ơi. Đơn ca, xin mời quý vị cùng thưởng thức.
Thank you.